chia sẻ những cái hình ảnh chạm dừng chân của Tân Hoa Viên các bạn, là đặc sản bánh đĩa của Sóc Trăng. Và bánh đĩa này thì cũng nổi tiếng từ trong nước và đến nước ngoài luôn các bạn. Hôm nay thì mình đến đây để chia sẻ cái những hình ảnh đầu năm mới cho các bạn xem. Thì cái phong cảnh chạm dừng chân của bánh đĩa Tân Hoa Viên của thành phố Sóc Trăng như thế nào các bạn. Đây là tuyến quốc lộ 1A đi về thành hướng thành phố Hồ Chí Minh thì có chạm dừng chân của Tân Hoa Viên. Thì bây giờ mời các bạn xem cái khung cảnh ở nơi đây. Xin kính chào cô chú anh chị các bạn đã đến với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình có mặt tại trạm dừng chân của Tân Hoa Viên của thành phố Sóc Trăng, là nơi đặc sản bánh bía và các thương hiệu khác như cái hàng mà món ăn của quê hương Sóc Trăng bày bán tại đây cho bà con về làm quà biếu đi đến thành phố Sóc Trăng để dừng chân. Và bây giờ mời cô chú anh chị đến trạm dừng chân của Tân Hoa Viên vào ngày đầu năm, ngày 16 Tết các bạn. Bây giờ Thanh cùng mời cô chú anh chị đến tham quan ở nơi đây, có trưng bày những cái hình ảnh về xương rất là đẹp nha các bạn, và bà con du khách các nơi con cổ về đây cũng rất là đông. Bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn đến theo dõi của mình. Hôm nay là ngày đầu năm mùng 6 Tết của năm Tân Sửu, thì sông nước miền Tây Thanh có đến Tân Hoa Viên của thành phố Sóc Trăng để chia sẻ những cái hình ảnh lại cho các bạn xem những ngày đầu năm bà con mình khi về quê nghỉ ăn Tết và trở lại với thành phố. Những nhiều công ty để làm việc thì ở nơi đây thì bà con mình trước đây về thành phố làm việc thì cũng ghé vào trạm dừng chân để chiêm ngưỡng những vẻ đẹp và những cái mẫu thiết kế ở nơi rất là đẹp, và những cái đặc sản đem về biếu quà đầu năm đó các bạn rất là tốt cho bà con mình, và những cái đặc sản miền của thành phố Sóc Trăng. Thì hôm nay thì mình đang có mặt tại chỗ Tân Hoa Viên. Thì ở đây chỗ Tân Hoa Viên thì có thiết kế nhiều cái mẫu hình về vạn lý trường thành của người Trung Hoa các bạn, rất là đẹp nha. Đây là toàn cảnh phía trước của một phần ở bên đường này cho các bạn xem. Rồi một chút xíu mình sẽ mời cô chú anh chị và các bạn vào bên trong để xem. Thì các bạn có đến về miền Tây, quê hương Sóc Trăng, thì có lẽ ai cũng phải ghé đến trạm dừng chân này để mà theo dõi những hình ảnh ở nơi đây các bạn. Đây các bạn nhìn thấy là chỗ Tân Hoa Viên trang trí vào cái dịp xuân về, rất là đẹp luôn các bạn. Rồi bây giờ mình mời các chú anh chị đi dọc vào ở bên trong cái chỗ lò bánh đĩa của Tân Hoa Viên trạm dừng chân các bạn, là nơi du khách gần xa cũng thường biết đến. Còn ngay trong và ngoài nước thì mình cũng đều biết đến cái chỗ trạm dừng chân này các bạn, rất là đẹp các bạn. Khi về bằng đêm thì những cái ánh đèn và những cái đèn lồng của Tân Hoa Viên ở nơi đây sẽ rực sáng và nó trang hòa, và những cái đèn chớp nhá lên để mà tạo thêm cái không khí của mùa xuân có đến đó các bạn. Đây ở này cũng có ba ông Phước Lộc Thọ đứng ở phía trước đã chào đón quý khách các bạn ơi. Đây các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Đây với du khách này đi đến đây thì người ta về Sài Gòn để làm, thì người ta cũng ghé vào để mà tham quan đó các bạn. Đây các bạn nhìn thấy rất là đẹp, trang hòa lộng lẫy những cái này. Phía bên đây thì có trang hòa những cái cây sống đời, những cái loại bông rất là đẹp các bạn, những thứ loại bông. Các bạn nhìn thấy những chiếc xe khách đều đến thành phố Sóc Trăng thì cũng ghé vào để mà đến trạm dừng chân Tân Hoa Viên để mà vô tham quan và mua những cái món đồ làm quà biếu đầu năm cho bà con mình về quê ăn Tết đó các bạn. Đây hình ảnh này rất là đẹp các bạn ơi. Phương xa đâu có ghé Sóc Trăng cũng là có cái du lịch. Đây, những hình ảnh người ta cũng ghé đến, người ta chụp ảnh để làm lưu niệm đó các bạn. Đây là con mình đầu năm, hình như là
bên đây cũng có thờ Phật ở trong này các bạn. Rất là đẹp khi mình đến đây để tham quan. Ở này trong này là cụ thờ đấy các bạn. Đâu cũng thấy. Rất là đẹp các bạn ơi. Ở đây là những cái lá dừa như dừa hoa với các bạn, khi là vào xuân ở mùa trong hoa viên các bạn. Đây là những lá hoa lan chỗ những ngày Tết các bạn. Đây là lan thiệt không các bạn. Những cây hoa lan thiệt chứ không phải là giả. Rất là đẹp luôn các bạn. Rất là đẹp luôn. Ở này có những loại hoa mộc gà với dạng thọ các bạn. Thế các bạn thấy du khách ở thành phố phương xa đi hai bánh cũng ghé vào đây. Để là khi trở về thành phố làm việc thì người ta cũng đi ngang chạm dừng chân của Tân Hoa Viên, người ta ghé để mà xem và mua những cái mặt hàng các bạn. Bây giờ mời các bạn đi vào cái bên trong để xem nha. Nơi các bạn nhìn thấy là phía trước là chỗ Tân Hoa Viên để làm cái trung điểm để mà trang trí để đón những du khách có những cột sen rất là đẹp và những tượng Phật Di Lặc ngồi cùng các bạn, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây là điểm dừng chân lý tưởng nhất của thành phố Sóc Trăng. Khi bà con đến thành phố Sóc Trăng thì không thể bỏ qua những cái điểm dừng chân như vậy nha các bạn. Để chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của quê hương Sóc Trăng và những cái món đặc sản về bánh bía hay là các hương vị khác, bánh mứt đều được chỗ Tân Hoa Viên làm ra từ những công thức gia truyền để tạo nên những cái sản phẩm nổi tiếng. Đây đó bà con mà ai cũng biết các bạn. Rất là rộng lớn. Còn phía bên đây là nhà khu ẩm thực của Tân Hoa Viên để mua bán, để chia sẻ những cái du khách đến để tham quan và dân khi ghé để ăn các bạn. Để mình mời các bạn vào bên trong luôn xem. Trang trí rất là bẩy luôn các bạn. Khi vào chạm dừng chân Tân Hoa Viên thì các bạn nhìn thấy những cái hình ảnh trang trí về mùa xuân Tân Sửu rất là đẹp, với những chú chim vàng và những cái cậu bé ngồi trên lưng trâu rất là ngộ nghĩnh các bạn. Đây là khu xe đậu để mình đi đến khu ẩm thực ăn uống của du khách để các bạn xem. Đây là hình ảnh mình bước đầu đi tiến vào cái khu ẩm thực của chạm dừng chân Tân Hoa Viên các bạn. Bà con mình khi đến này thì có những hình ảnh để đẹp để mà chụp ảnh lưu niệm hàng năm các bạn. Rồi bây giờ mình mời các bạn đi vào bên này. Thì ở đây cũng có trưng bày những cái chú trâu vàng rất là đẹp và ngộ nghĩnh các bạn. Và bà con mình đến đây chụp hình lưu niệm rất là đông khi đầu năm các bạn. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Thì ở nơi đây người ta trang trí rất lộng lẫy cho những dịp xuân về hay những cái lễ hội đó các bạn. Thì đến đây sẽ có cái đến Tân Hoa Viên thì qua cầu Trường Thọ ăn bánh bía hạnh phúc. Thì đây là cái cầu thành ngữ trước cái chỗ đi vào cái khu ẩm thực của Tân Hoa Viên các bạn. Đây các bạn nhìn thấy là phía trước này là đến Tân Hoa Viên qua cầu Trường Thọ ăn bánh bía hạnh phúc. Thì bây giờ mời các bạn đi qua cầu Trường Thọ của chạm dừng chân Tân Hoa Viên như thế nào. Bây giờ bên trong và mình thấy những cái khu ẩm thực như thế nào nha. Rồi với đây là có hai ông đoàn của bạn. Đây các bạn nhìn thấy khu ẩm thực thì mình giới thiệu sơ cho các bạn xem thôi.
giới thiệu về những cái lễ hội ở đây các bạn. Thưa các bạn, thì công ty trách nhiệm hữu hạn mía Tân Lê Viên được cái giấy chứng nhận luôn các bạn, của ở thành phố Sóc Trăng các bạn. Góc ngoài này các bạn. Và phía trước này là những cái phong cảnh rất là đẹp các bạn, những cái hình ảnh rất là đẹp. Khi bà con ghé về cái cảnh vườn chung của Tân Lê Viên thì rất là ok luôn các bạn. Ở đây cũng có cái hồ cá chép ở phía trước này các bạn, rất là đẹp. Thì bà con dắt trẻ em đến đây thì mình có thể đến xem cá bơi lội trong hồ các bạn. Nên người ta cũng cho cá ăn đó các bạn. Thế bây giờ mà các bạn đi vào phía trước thì bán những cái quà lưu niệm, những cái đặc sản của bánh đĩa Tân Lê Viên ở phía xung này, nên ăn trên đường đi vào phía chỗ bán mấy cái món đặc sản của thành phố Sóc Trăng, bánh đĩa hay là các món khác đó các bạn. Đây là những cái quầy ngủ thì mình đi dọc với các bạn xem một vòng ở nơi đây nha các bạn. Ở đây là nước uống các bạn, về kem. Cái gì thì người ta sẽ bán được cái này, mình nước uống này luôn các bạn. Thì bà con mình khi đến đây thì dừng chân giờ đây và nghỉ ngơi và tham quan rất là thoải mái luôn các bạn. Thế này thì ăn nhanh các bạn, như bò nhồi viên hay cái gì đó, người ta những cái nhồi viên ở này người ta là rất là nhanh, giờ rất là hợp vệ sinh để cho bà con đến tham quan và mua sắm ở nơi đây. Đây giờ mình đi vào các bạn, đi phía trước là những cái quầy hàng bán về những cái bánh kẹo đặc sản của Tân Lê Viên các bạn. Đây là loại những loại bánh đĩa được trưng bày tại đây các bạn. Đây là những cái bánh đĩa được trưng bày này các bạn. Thì các bạn đến đây khi mà ghé chợ thì mình có thể thử những cái loại bánh và mình sẽ suy nghĩ loại nào thì mình sẽ được mua loại gọi đó các bạn. Bây giờ mình đi vào bên trong để mình xem người ta mua bánh kẹo và những cái sản phẩm của Sóc Trăng mình nha các bạn. Đây là những cái mặt hàng được công ty Tân Lê Viên sản xuất theo công nghệ tiên tiến đó các bạn. Thì người ta sẽ đưa vào đây để bán cho khách du lịch và những khách khác sẽ đến tham quan các bạn. Để các bạn nhìn thấy bà con mình đến để mà tha hồ chọn lựa những cái sản phẩm mà yêu thích.
Bây giờ sông nước miền Tây xin tạm dừng video tại đây. Chúc cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý, phát tài phát lộc. Xin máy bay và hẹn gặp lại trong những video sau của mình. Tạm dừng video.